Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thiên TV trong phần chơi Minecraft On The Mod 9. Và chúng ta đang farm Lyric King. Quá dữ. Giờ tắt nha, đủ rồi. Mình đã tiến hành treo máy và chúng ta đang có con số bao nhiêu kìa? Đã chưa? 1.007. Hello. Đây là 1.764 Blank Runestone và 180 mấy ngàn cái Arcane Essence luôn. Rồi ta hãy mở lên coi. Ender. Cái này một stack 500 thôi, 512 thôi. Và bây giờ thiếu cái phần Ender Pearl. Như vậy phải đi tích Ender Pearl lên trước. Oh yeah luôn. Đập mạnh quá. Ok, looting. Đi qua đầu bên kia. Enderman farm. Mấy ngàn cái luôn. Các bạn cứ nhìn cái chỉ số ma hâu mà mình đang có đi là các bạn biết mình đã treo máy mất bao lâu ha. Treo máy ha, chứ không phải là bùm cái xuất hiện. Các bạn cứ coi lại trong tập trước chúng ta có bao nhiêu ma hâu, trong tập này chúng ta có bao nhiêu ma hâu là biết. Hiện tại đang có 8.600 ma hâu. Nâng chỉ tính lần bỏ nhiều Ender upgrade nhất. Rồi bây giờ chúng ta sẽ coi để làm cắt bỏ ông cái cỡ 2 stack cho chổng luôn. Hai stack. Mission này thiếu nè, 8.000 nè. 3.000 mấy không sao nè, cái gì lát nữa đi đào thêm này thôi. Tám ngàn Ender Pearl, wow luôn. Đó thì đó, chỉ số ma hô đó là nó sẽ không thể nào mà gian dối được ha. Chỉ số đó nói lên tất cả. Không phải là bùm từ trên trời rớt xuống. Chúng ta kéo cái này qua một cái. 5 ô đi cho nó đẹp chút. Bên đây hả? Bên đây đâu có lấy mắt đâu. Bỏ hết á. Bên đây nó chỉ chứa mỗi cái này thôi. Con này nó rất không bao nhiêu đâu, đâu có lút tinh đâu. Rất... không rất mắt đâu, rất ngọc mà. Ủa? À, full rồi. Ba ngàn rồi nè. Nhanh lắm, chỗ này nhiều lắm. Còn bên đây hả thì vui thôi ha. Vui thôi. Mấy con này Ender Pearl không bao nhiêu đó, cho nên không có cần phải tích lũy đâu, dùng hết đi. Trong phần chơi này, tác giả đã chỉnh sửa lại, các bạn không sử dụng Nether Star được nha.
không sử dụng được. Nếu sử dụng Nether Star được thì chúng ta đâu có cần phải làm này làm gì đâu. Theo Liban đang có innate cap 600. Ta sẽ chơi sang luôn, 2 stack luôn. 2018, 2024 á. Available, available, available hết trơn rồi. Chỉ còn thiếu mấy thứ này thôi. Khó treo máy xíu. Nhanh mà. Đây nhanh lắm. Nếp hơi nhảy số âm sùm. Nether Star là vẫn đúng nha. Nhưng mà đúng ở phần chơi khác thôi. Nghĩa là đúng ở phần chơi nào mà các bạn xài Mahu chưa cai không có bị thay đổi. Chứ mà có thay đổi là thua nha. Còn phần chơi đó làm sao biết là có thay đổi hay không thay đổi thì phải coi thử cái phần chơi gì nữa. Cho nên khó nói lắm. Farm nhà đâu có nhiêu đâu. Ở đây cần 8.000 lần. Cho nên nó hả bắt buộc phải lấy từ đây thôi. Network transmitter là đọc thôi. Hỏi chuyện chỉ đọc thôi. Để treo máy cho nó đủ một cái 8.000 cái. Nhanh mà. Ở đây đủ 8.000 rồi về làm cái network luôn. Ở trong thời gian chờ đợi đang có Ender Pearl tích lũy. Chúng ta làm Network Transmitter và Network Receiver với lại Network Card luôn. Làm mấy thứ này để có thể lấy được đồ về. Không cần phải bỏ vô hệ thống, chỉ cần đọc thôi. Đây, transmitter và receiver. Để một cái ở lại. Cái này để ở đây. Rồi, bấm vô. Cái nữa là external storage. Xong. Nếu các bạn thấy cũng trong phần chơi On The Mod chính mà người ta bỏ Nether Star được, nghĩa là thời điểm đó tác giả chưa cập nhật vào thời điểm chúng ta đang thực hiện, vào thời điểm này luôn nè. Đó, thì nó sẽ không có được như vậy. Đâu để coi coi. Bây giờ Ender Pearl bên đây có ba mấy à. Phải 8.000 mới chịu.
8.000 là 8.000 mấy. Tám ngàn một trăm năm mươi tám. 4096 rồi. Nói chung là nó lên đi. Rồi đó, xong rồi đó. Giờ mình gắn cái external storage vô luôn, để từ đây đọc qua. Quay về, ta sẽ gắn cái transmitter vô. Transmitter. Rồi, thả vô thôi. Mở lên. Đây, 8.000 Ender Pearl. Xong. Rồi còn thiếu gì nữa? Thiếu gì nữa thì đi lấy nha. Thiếu cái này lát nữa bỏ vô. Cái này đơn giản nhất là cũng giống như nãy, đọc luôn cho nhanh. Rồi còn cái này là đi kiếm. Cinder Essence. Nói chung là chúng ta đọc cho nhanh, khỏe hơn nhiều. Ừ, lại phải làm nữa rồi. Ừ, theo mình thấy thì nó không có cách nào đi dấu khác mà nó vẫn chạy đâu. Phải có mặt các bạn nó mới chạy. Làm cái flood point nữa. Rồi đi. Đi qua bển ngủ một cái. Bây giờ đi ra một chỗ nào đó xa xa một chút, để cái digital miner xuống tiếp và cấp điện, rồi bắt đầu đào thôi. Ok luôn. Cái Enderman đó là thuộc dạng xuất hiện tự nhiên, nó không phải là dạng mob farm. Con tự nhiên. Quá nhẹ nhàng. Đủ rồi đó. Ta đã có thêm 64 cộng 22. Đập ra. Bây giờ bay về nhà. Bay qua khu refine. Để chúng ta gắn đồ xuống. Gắn cục này xuống nữa là được nè. Gắn xuống, mở lên, bỏ vô. Rồi, đọc rồi đó nha. Đang đọc thông tin rồi. Bởi vì vậy? Bấm vô. Đọc thông tin của cục đó ở bên đây. Thấy gì trong này? Quá khỏe. Bỏ vô. Ender. Bao nhiêu đây? Chiu. Start. Rồi, và bấm chế tạo. Đang thực hiện, qua đây coi. Crafting monitor đây nè, đang chế tạo đây, giờ ngồi chờ chế tạo thôi. Nó chạy rồi. Ô, ghê chưa, auto crafting dù luôn. Đã xong. 64 cộng 64 là 128. Ghiền liền, Morgan, sắp có rồi nha, bỏ cái này vô, cường quá đại đi, lấy xuống. Rồi Mahu là bây giờ 10.000 cộng với 8.000 trên nữa là 18.000 Mahu. Nhưng mà không cần nhiều vậy đâu. Tắt magnet đi. Qua bển.
Hỏi cần backup cấp luôn, ngầu lắm. Rồi bây giờ trong này chúng ta sẽ quăng hai cái stack của upgrade xuống trước và quăng. Đó, nghe tiếng nó rớt xuống rồi đó nha. Innaked. Boom. 5 triệu. Rồi, vậy là maximum 5 triệu. Giờ mình không cần biết nó dư hay không dư gì hết. Các bạn nói con số chính xác là 83 cái. Không cần quan tâm luôn ha. Cứ thoải mái đi, tại mấy cái này nó dễ tìm lắm. Thoải mái luôn. 5 triệu. Rồi chưa? Rồi 5 triệu rồi đó. 5 triệu này đi chém con Warden. Nâng nó lên. Morgan. Sao nữa? Dẫu gì nữa? Sách in trên làm gì nữa? Năm triệu, đúng rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 số 0. 5 triệu, đâu có sai. Nhưng làng cảm thấy sợ hãi. Rồi gắn cái này vô luôn. Gạt cầu dao xuống. Bây giờ Morgan sẽ được nâng cấp trong phần chơi này luôn nha. Sẽ phải chém Warden. Và một nhát nữa. Morgan Innaked 5 triệu. Rồi 5 triệu thì 5 triệu. Giờ chỉnh lại này cái này, đi luyện cái đó lên. Ad nâng đam cây Morgan đang đi luôn đây. Theo như thông thường á, là sẽ cần phải hạ gục những người vô tội. Innocent là biết cái gì rồi đó. Chúng ta sẽ nâng được Morgan. Bây giờ Morgan đang là 8.5 mà thác damage, 1.4 mà thác speed by entity. 8.7. Ghê không. Còn con gà 8.9. Con gà không ảnh hưởng. Chỉ có dân làng thôi. Rồi và dân làng đem vô trong đó chịu hồi. Ồ hô 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 hô, chết rồi nha, chết rồi nha. Chúng ta làm cái này á, là cái điểm. Chúng ta cứ làm như vậy là cái điểm này sao nó chạy lên. Nó rút lùi về á, điểm này thụt lùi về nè. Nó sẽ chạy về cái phía này nè. Không có còn thánh thiện nữa. Thiệt luôn. Cây này báo rồi đó. Thách xịn cho Morgan hả? Giờ Morgan unbreakable thôi. Cần suy nghĩ gì đâu. 5 triệu sát thương. Rồi thêm một đống sách của Apotheosis. Thì cây Morgan này nó là vũ khí gì nữa? Không biết là vũ khí gì luôn á. Modular có tính không? Mới có 17 à, rất là lâu. Không được. Đánh chỉ có dân làng thôi. Dân làng mà dân làng nhỏ đánh còn tốt nữa. Trứng rùa đào đâu ra? Turtle. Trứng rùa đào đâu ra, đi kiếm con rùa nữa. Đi kiếm con rùa.
Familiar Stone. Rồi bây giờ ta swap. Hello. Rồi và cảm ơn bạn. Swap cái. Tại sao swap? Trân trọng giới thiệu 10-10-10. Quá khủng khiếp. Spawn count 10. Max entity mới có 6 thôi. Có gì tăng max entity lên. Lộn. Này, cái đó làm gì? Rồi, bây giờ đi tìm con rùa. Con rùa nó phải đẻ nữa ta. Đẻ mới lấy được trứng. À, nó đâu đảm bảo. Tình hình đó nó không có được đảm bảo lắm là con rùa nó sẽ đẻ. Chúng ta đi ra biển. Biển này có rùa. Giờ vấn đề là phải đi kiếm rùa. Dùng biển này chắc không có rồi đó. Phải đi dùng biển khác. Trên này thì có thể. Delete. Xóa gì mà xóa. Quay đầu. Tôi đang đi đâu vậy? Oh yeah là. Cây này là lâu lắm rồi. Cây này là từ cái thời của nó là đã có cái chuyện này rồi ha. Từ hồi xuất hiện Mahoutsukai là đã làm chuyện này rồi. Kiếm rùa. Chúng ta chỉ có survival thôi. Không có imprisonment tool. Bây giờ không thấy con rùa nào hết á. Thôi. Đang chờ lót đi kiếm rùa. Đâu coi lại cái spawner cái coi. Youthful. Total S đúng rồi. Giờ muốn có baby villager thì phải chịu. Giờ vấn đề là rùa đâu?
Vấn đề là rùa đâu cái đã. Chuyện ăn uống đẻ trứng gì đó tính sao, giờ rùa đâu cái đã. Riding thì làm sao mà bằng cái spawner được. Spawner nó spawn liên tục luôn. Riding nó cũng chậm lắm. Thế giới toàn là ông không à. Con rùa nghe nhắc tới nó cái nó biến mất hết rồi. Muốn Deep Ocean thì Deep Ocean. Con cái gì nhanh? Mahu bây giờ chúng ta đang rất là khỏe luôn, đâu có lo gì. Mình có spawn 10 10 10 luôn mà. Rồi nó spawn ào ào luôn á. Có vùng biển này nè, vùng biển này nè, cái gì ra ngoài đó mà kiếm. Gì đây? Một ngôi làng rất là thanh bình. Sao lại có zombie? Ý, có cái nhà này nữa. Nhà này còn ông kia không nha? Nhà này chắc còn, không sao. Và bây giờ chúng ta đi ra ngoài biển. Đây, biển đây. Có spawner nữa. Spider. Có gì vậy? Rùa đâu? Rùa đâu? Cho tôi con rùa đi. Cá heo. Còn không thì xài baby là Leviathan nè. Vui vậy. Villager. Zombie villager. Vậy có baby villager không ha? Cái đó phải về coi. Để kiếm bé rùa cái đã. Để có thể xài power spawner cũng được. Nhưng mà tính ra thì nó sẽ chậm. Waystone. Một cái Waystone miễn phí. Hey.
Là sao? Đi kiếm rùa. Cái con cây kiếm đã lên maximum rồi, in này cap 5 triệu, còn bản thân cây kiếm thì cần phải có chỗ farm lâu hơn, cho nên bây giờ đang đi kiếm. Khoan, để đi cắm cái cột xuống ha. Chúng ta nên bỏ cái kiếm cho nó ở nhà nó chạy giùm đi. Nếu mình cầm đi như vậy thì nó hơi uổng phí thời gian. Đảo nó thua rồi đó. Gì ghê à? Mà có ngôi làng chìm dưới biển luôn à. Nguyên một ngôi làng luôn, chìm dưới biển luôn. Ghê thật. Có điều gì đặc biệt ở bển? Wow, thấy có cái gì tùm lum hết kìa. À, san hô hả? Ok. Baby trout. Đứng ở bờ biển chờ rùa spawn hả? Đang tính lên chỗ nhiều cát nè. Ừ, có công trình dưới đó nữa kìa. Ở khu này là coi như thua. Đầu bên dưới. À, khu này thôi như thua. Khả năng xuất hiện rùa nó khó lắm. Thủy quái. Thủy quái. Toàn là thủy quái không. Hên xui à. Gì? Nguyệt 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 khó chịu. Tôi đi về cái đó. Chúng ta sẽ thử xài cái Morgan này một cái. Đó mà huyết nguyệt nữa. Có gì báo hết á. Đúng mà báo gì. Không có gì sai hết, cho nên không có gì báo hết.
Knowledge of Death đang tăng lên. Chúng ta giờ đây chém trong lúc huyết nguyệt nha, không ngủ được. Và kiểm tra lại. Ồ, đã kéo xuống về phía bên này rồi, hay quá. Darkness. Playbringer. Rồi, bây giờ sử dụng Modular coi. Modular có chạy được không? Modular. Modular Router. Nó sẽ là gì? Activate hả? Activate hay là U Item? Không phải Break. Chắc là Activate. Bây giờ mình sẽ xài Modular Router trong này để nó auto xử lý luôn. Nhưng mà phải tháo cái kia ra nữa. Để coi Modular nó có sử dụng được hay không. Phải thử mới biết. Rồi, sử dụng đi. Trong này nó chưa hiểu action nè. Attack. Ở phía sau. Oh yeah luôn. Nó cần điện. Energy hả? Vui vậy. Energy thì energy. RF. RF, RF. Gắn thêm energy upgrade vô. Có điện, có chém. Rồi và kiểm tra coi sát thương có tăng không. Sát thương không tăng, độ bền giảm. Rồi, không được. Tự chém tay đi. Chỉ có làm bằng tay thôi. Không chơi được rồi. Wow, một lần lên cả khúc, mất cả khúc mà hù luôn á. Rồi thôi, đi tắt cái đi. Mất cả khúc luôn. Cái gì vậy? Bây giờ qua bên đây, tạm thời tắt một cái để nâng cấp mấy cái dòng lên phát. Ê, nó bay mình đi. Không sao. Rớt xuống cái là mình xong rồi. Chúng ta sẽ cần nhiều dòng hơn. Và đi lấy cây Tiger liền.
8 cái. Từ từ để coi. Cắn cho nhiều vô thì phải coi chứ. Từ từ bình tĩnh. Bây giờ bên trong này là một đống luôn nè. Để coi số lượng nó ra làm sao. Còn không ta phải làm thêm spawner để cho bên trong này tạo ra một đống luôn. Tích lũy. Ma hâu phải lên thiệt nhanh. Để mình còn chém bên kia cho kịp nữa. Con này nhiều giọt lắm nha, 80 giọt lận á. Quạt mà. Có hơi không kịp. Phải thêm hai cái spawner nữa. Tạm ổn đi. Baby Village chơi cũng đâu có lấy mẫu được đâu. Mình đã làm rồi ha, trong miễn tập trước mình có làm rồi cho các bạn coi luôn. Baby Village chơi có lấy mẫu được nhưng mà không có ra nha. Bây giờ bên ma hô tăng là phải thật nhiều để chúng ta chạm ở đây cho thiệt là tốt, nếu không là không đủ ma hô mà làm việc luôn á. Chém một phát là mất hết luôn thấy không. Spawner 10 10 10 á, là phải nâng cái spawner lên cao hơn nữa. Để ở dưới đó không có được. Hai mươi chín thấp quá. Có nó chạy không kịp. Mười 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 chém bay là sao? Bây giờ cho dù 10 10 10 nó có ra đi chăng nữa, ở đây mình chém không kịp cũng vậy à. Nhiêu rồi? 36 à, thắt ra mét. Tốc độ đánh 1.4. Vậy chừng nào lên 5 triệu? Chừng nào lên 5 triệu? Không cần lên 5 triệu cũng được. Lên 10.000 thôi để one shot cái con Piglet 9.999.
Để ngồi chém chém đã luôn. Rồi, bây giờ phải thêm spawner, không spawner không chịu nổi. Sạc cái này luôn ha, sạc cái này luôn. Sweeping. Không có kịp. Cái gì nữa? Apple. Cái món gì nữa không? Gatia. Kết hợp villager đó làm gì? Villager đó là có chém kịp đâu. Cần là cần cái lượng ma hô thiệt lớn để chúng ta vô còn chữ chạm cho nó nhanh nè. Quá nhiều công chuyện chưa kịp làm. Đấu cần đổi độ bền nó mất đồ nhiều lắm, mệt lắm. À, phải đứng đó nữa. Giờ ma hô 10.000 rồi kìa. Bây giờ để happy birthday cái đã. Kiếm hai cái trứng. Rồi sao có một cái trứng về lịch chơi ở trọng. Ô về luôn. Rồi, bé ơi, theo tôi về. Có một cái trứng về lịch chơi. Ta sẽ cần phải làm thêm thiệt nhanh một cái nữa. Bỏ vô đây, này đã làm rất nhiều lần rồi, không có gì lạ. Villager chơi thì mình sẽ cất nha, cất cái trứng đi, chúng ta làm chuyện khác. Này là 10 10 10 spawner luôn, xịn luôn á. Tắt và thả con gà xuống một cái. Tinh tinh. Đó là End Island Enderman. Cho tất cả những thứ cần thiết vô. Rồi Activation Range giảm xuống còn 4. Ấy, không phải. Spawn Range giảm xuống. Max Entity tăng lên 16 luôn, maximum luôn. Còn những cái khác đừng đụng vô, khóc hận đó. Spawn count không đụng vô nha. Spawn count á, trong phần chơi này á, là phải coi cho kỹ nha. Nó chỉ tối đa là 8 thôi nha. Spawn count chỉ là 8 thôi, tối đa rồi. Vượt qua 8 là không có chuyện đó. Do spawner này đặc biệt cho nên mới có chuyện 10 10 10. Đừng bao giờ gọi là liều lĩnh đụng vô những chỉ số đó. Kinh nghiệm xương máu một lần rồi.
Bây giờ chúng ta đi qua bển, gắn cái này vô. Cái này cần gas thi không ta? Mắc entity hết trơn luôn rồi ha. Ok. Bây giờ đổi hai cái spawner 10 10 10 vô hai cái ở dưới coi nó spawn nè. Đó rồi, đã liền, phải spawn như vậy mới được. Maho càng nhiều càng tốt. Maho con số phải chạy thiệt nhanh. Rồi dưới này kích hoạt ào 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 ào, chúng ta sẽ còn phải kích hoạt nữa, còn ba cái nữa, nâng cấp cái nữa. Hết sắc luôn. Đây, có cái này nữa nè, kích hoạt lên. Ok luôn. Maho bây giờ là phải lên cho thiệt nhanh càng tốt, chậm không được, để chúng ta còn về mà xử lý bên kia nữa. Bật cái này lên, rồi vô trải nghiệm coi, xử lý, đâu, hầm, phải vậy mới được, dân làng đây spawn cũng nhanh lắm, nhiều khi không kịp luôn thấy không, đó. Xong đợt này là tới đợt kia liền. Ào ào liền. Cần là cần vậy á. Có chỉ số ma hồ kìa. đã liền. Thì tới ra 16 con thôi. Nếu mà nói thì vẫn không kịp. Để chém đã tay thì vẫn không kịp ha. Căng thiệt. Hơn là cái spawner này chưa có phải là khủng khiếp lắm đó. Mà Maho vẫn không kịp. Vậy thì chúng ta sẽ phải làm sao? Làm thêm một cái khu giống vậy nữa, tách ra. Thêm dòng. Thêm dòng là một chuyện, tách ra, tách spawner ra, xây dựng cái khu giống vậy luôn, tách ra, để nó sẽ có hai khu, hai chân khác nhau. Mà vấn đề quan trọng là mình chém tay nè. Đi tìm thơ thổ S. Chắc vậy. Để chém xong đợt này. Bây giờ cây này đang có sát thương là 59.1. Thì Baby Villager sẽ lên nhanh hơn nha. Ta lên coi coi. Điểm này đây. Wow. Tới mức này luôn rồi. Hài ghê luôn. Mấy bữa trước là đi về cái hướng thánh thiện, nay là đi về hướng này rồi. Bây giờ mình sẽ lên đường, mình đi kiếm con rùa một lần nữa.
ta cần rùa. Nhấn gì? Trong phần chơi đâu có nhẫn đâu. Này là cái dĩa, đâu phải cái nhẫn đâu. Nếu các bạn giết, không phải mấy bạn hạ gục mấy con zombie thì vẫn có thể chuộc tội được ha, không sao. Giờ có bỏ vô trong đây thì nó cũng không có ý nghĩa gì lắm. Tại trong này cũng chỉ là 10.000 Mahu thôi, nó không ý nghĩa gì hết. Thật cái đó là nó cũng chỉ không đúng nữa. Bãi biển thì ở đây nhiều lắm. Thiệt, bãi biển nhiều lắm. Sệt bãi biển cái nó ra bãi biển gần nhà luôn á. Ở đây 500m nữa không? Rồi, đâu đó quanh đây. Đó, quay lại, bãi biển nè. Bây giờ chỉ đi khám phá thôi. Chứ bây giờ mà search bãi biển bằng Nature Aura gì Nature Compass á thì nó chỉ cũng không có chính xác nữa. Này là hên xui luôn á. Hên xui luôn mới thấy được cái biển nào có rùa nha. Pumpkin. Bỏ vô mấy cái này không xi nhê, mấy cái này nó quá dở, có 10.000 à. Cục này làm gì có cấp độ cao hơn? What? 10.000 với 5.000. Rồi cái nào cao hơn? Đâu có món nào cao hơn cái đó nữa đâu. Really? Có cái gì Nature Aura có thể burden con rùa ra được á. Turtle burden nè. Thulium spawner. Đây có spirit không? Không có spirit. Từ tầng 63 đến tầng 66. Đây nè. À đây là thỏa mãn nè. À, nhưng mà vẫn không có rùa. Ừ. Ngoài biển này nó có nhiều con quá. Thành ra nó cũng ảnh hưởng. Chứ bình thường là vanilla rùa kiếm không khó. Này khó như kiếm vàng vậy đó. Ông không à. Mấy vũ khí khác của Maho Chukai á thì bình thường ha. Chỉ có cây Morgan á là nó lên khủng khiếp nhất thôi. Nature Aura.
Nên cho ra là phải làm một vòng luôn á, đi cũng nhiều lắm á. Gì đây? Wow. Đây có con sên nè. Ơi, có bé Na nè. Bé Na này màu sắc dữ dội quá ha. Paraglider cây cung có ai xài đâu, chỉ xài cây kiếm thôi. Cái gì thay đổi? Bây giờ nếu mà hên hên á, tìm được trứng rùa luôn thì khỏe. Nếu mà hên hên thôi, còn không hên thì không có. Ừ. Rồi, không có rồi đó. Không hên rồi đó. A sweep and add kìa. Cấp độ 3 luôn. Life stealing cấp độ 1. Có vẻ như là chúng ta được quay về. Từ từ mình đang quay lại đây. Nãy quên lấy. Quên lấy cái waystone ở đây. Bây giờ bay về trước. Bay về xong đi lấy lại cái waystone ngoài kia nữa. Ở đây nè. Và ở đây cũng rất là hên xui luôn. Cho nên quay về đi làm kiểu khác. Chúng ta qua khu Matrix luôn. Khu này để dành làm Matrix nha. Và nó sẽ được khai trương. Nature Aura. À ha, quên ha. Ở gần khu nhà mình có cái khu mà Aura cao nữa đó. Cái khu aura cấp độ cao ta đi qua đây nè là thấy aura bay lên luôn. Đâu rồi? Aura trong không khí. Mất à hả? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái bữa đi ngang qua đây aura bay vào mầm luôn mà ta. Đó rồi. Không có. Các bạn hãy coi lại những tập trước mình đã thử Warp Baby Villager và dẫn ra Villager bình thường. Không ra cái mà chúng ta mong muốn hả? Thẳng mới giờ lụm được cái Sweep and Add thì cho vô đây chém đỡ. Life Stealing Sweep and Add. Có gì mình tháo mấy cái đó ra dễ lắm, không có gì khó hết. Cất Waystone đi và chuẩn bị đi làm Nature Aura. Ở Nature Aura làm sao? Dẫn đâu? Chơi này có cho sách hướng dẫn không? Có ai cho tôi sách hướng dẫn không? Baby Villager hả? Bây giờ thử thêm cái này nữa. Chúng ta thả Baby Villager ra, chụp lấy. Rồi, đây là Villager 20. Vậy thì nó có đúng hay không? Nó chỉ là Villager thôi nha. Rồi bây giờ làm thử cái spawner trước đi. Coi nó ra làm sao. Khả năng cao là không được. Nhưng mà thôi cứ làm đi.
ta mới biết. Rock cần đâu rồi, rock cần spawner đâu. Bây giờ bỏ vô sâu Spider coi nè nha. Nó sẽ ra cái gì? Đây là Baby Villager luôn á. Cài hơi chậm. Mình chuẩn bị xong công thức hết rồi. Xong rồi chúng ta sẽ cho spawn thử coi ra làm sao. Nhanh lên, nhanh lên. Nếu mà swap được Baby Villager luôn, tạo ra trứng luôn á, thì dễ. Nhưng mà vấn đề là không có chuyện đó ha. Rồi, nó là Villager nha. Nó là Villager. Villager vậy thì có đúng hay không? Rồi, hãy coi thử. Trong đó cần phải tắt hết quạt đi một cái. Chắc chắn là sẽ thua Apotheosis. Làm sao mà hơn Apotheosis được? Nhưng mà ít nhất là chúng ta vẫn có cái gì đó để chạy đỡ. Đúng không? Tháo cái spawner. Ủa sao gì đang đóng vậy? Gì mà rồi bảy ơi, bảy ơi. Attract mod item thai. Attract only. Phải đi qua mấy chỗ bên kia chỉnh nữa. Sai quá sai. Ok, đây không bị. Đi lộn chỗ. Vô trọng gắn cái con đuôi. Cái capacitor á. Rồi chuẩn bị nha. Chuẩn bị coi nha, coi bay ra làm sao. Vẫn là Villager bình thường. Không phải cái chúng ta đang cần tìm. Hiểu luôn. Áo. Em cất. Không có được. Mình biết chắc là không được rồi. Tại không hiểu, nó không hiểu. Nó hiểu là nó ra rồi. Đâu hiểu đâu. Tháo, ai cho chạy? Rồi, nấy chơ ao ra thôi, suy nghĩ gì nữa? Nấy chơ ao ra, bớt đinh ra một phát cho nó nhanh, đi tìm con rùa cũng trầm cảm luôn. À quên, có cây này quên khoe. Mythic. Tuyển chọn dữ lắm á mới có được Mythic. Nè chân ao ra phải qua nhiều bước lắm nha. Này dục. Anh lên Enderman. Bom của Bothania sẽ bỏ đây. Fiber đi cắt lá với cắt cỏ một cái. Shear
Mythic nó không cộng, đúng rồi. Cái đồ nào của nó cũng là không có cộng cái gì hết trơn hết á. Nó chỉ là cấp độ Mythic thôi. Các bạn có thể coi lại tập trước á, trong lúc chúng ta farm á, mình cũng để ý là nó có cộng thêm gì hết trơn hết á. Nó chỉ là đồ Mythic thôi. Giờ đi ra đây cắt lá với cắt cỏ. Cỏ này không phải. Ta sẽ cần phải có cỏ vanilla mà nó cắt tùm lum hết trơn rồi. 20 cộng. Rồi cắt đại đi. Cắt thêm mớ lá nữa. Lá thì ở đây nhiều lắm. Rồi gãy luôn. Brilliant fiber. Được 4 cái. Bỏ lá bỏ cỏ vô. Ở này quay về nha. Lấy sắp linh ra trồng cây một cái. Gì? Đang cần cắt cỏ sao xài cây cuốc? Cuốc đập cỏ được. Làm gì có. Mặc dù cuốc chim có siêu thích, nhưng không có chuyện đập cỏ được đâu nha. Không có chuyện đó đâu. Rồi bây giờ mình ra đây mình trồng cây. Mình đang ở đâu đây để mình định vị phương hướng một cái. Một hai ba bốn năm. Cái này nhiều lắm, khỏi lo, một phát là đủ rồi. Trong thời gian này chuẩn bị công thức khác. Retour Nature Aura. Thôi, bỏ đi. Chà, nó chưa có unlock ra tiếp. Retour of the Forest. Là sao? Enderman Farm Maho là sao? Golden Leap. Có đồ chơi nào tăng thích? Không có, chỉ có Battle ha. On the Modium Shear. Không có. Inferium thì có. Không thì làm đồ này nè. Có gì sửa lại. Mà sắt bây giờ quá rẻ. Cho nên mình cũng không có cần phải làm nữa. Quá rẻ. Cần có bottle sunlight. Cái on ta trước phải đi hết luôn á, tại vì đi cái này là phải qua hết Nature Aura thì mới có làm được. Nature Aura token up joy bottle sunlight bình đâu. Đâu rồi? Sắp tên hả? Ối về luôn. Ở đây múc được sắp tên. Sắp tên. Rồi đi kiếm chỗ khác múc sunlight mới được.
Hai mình bó tổ hả? Cũng không sao. Giờ vấn đề là hả? Tám mình đi. Một đống mình luôn đi. Rồi giờ ba overworld múc photo sunlight. Còn qua bên kia là substance. Ok luôn. Vậy thì đi qua nether coi múc ra cái gì. Nether thì sẽ ra ghost. Tám mình luôn. The end. Ao, vừa mới ra cắn tôi làm gì dữ vậy? Thì nó sẽ ra là Darkness. Xong luôn nha, đầy đủ hết luôn á. Còn thiếu bó tồi nữa không? Bốn cái loại đó luôn. Tiên phát mút hết. Spirit of Burden. Spirit of Conlin. Rồi cây sao rồi, cây ơi. Cây chậm quá. Nó phải là Golden Leaf hết mới được. Giờ đập ra sớm thì nó không lan ra nguyên cây nữa đây. Nè, để bắt đầu nó lan vô nè. Nên phải chờ. Wooden stand chưa được. Chưa đủ. Chắc nó ra cây đó không phải kịp rút nữa. Không có acceleration. Ôi không phải kịp rút nữa. Nhìn giống thôi, nó là cây phơ. Không có. Một hồi không có chuyển là sao? Đi lấy cây gỗ trước. Đang tính đi lấy cây gỗ một cái. Để còn về trồng được nữa. Ơi không có. Rồi có rồi, có rồi. Ok luôn. Chúng ta phải đứng ở đó nha. Chỗ đó không có lót chân á, thành ra phải đứng ở đó. Thôi, vô đây. Vô lót chân. Vô đây xử lý công chuyện cái. Nên chơi compass kiếm gì đó. Giờ làm thêm gỗ spruce để chúng ta kiếm gỗ cho nhiều nhiều có gì sử dụng trong thời gian chờ đợi nó chuyển đổi mấy cái lá. Chặn lại rồi vẫn còn chịu chạy ra nữa, thôi luôn. Leo lên, đập ra. Cụm lá xuống đây. Tiếp tục. Nay chờ compass kiếm cái gì mới được. Kiếm là đi kiếm cái gì. Golden Leaf. Lúc cần.
bây giờ đi kiếm là mở thế giới càng lúc càng bự. Mà mở thế giới càng lúc càng bự là biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đó. Lắc thôi chứ không gì hết. Cho nên cũng nên hạn chế bớt đi ha. Brilliant Fiber. Cái này công thức dễ mà, đâu có gì đâu. Chỉ có một vấn đề là nó ra lâu quá thôi. Lan á. Quam homie. Ông thà bớt đinh nè, phải làm cái này. Chúng ta có thể chịu hồi được những cái này. Nói chung là tất cả các món vanilla luôn. À, em này là quan trọng mà. Ồ khoan. Cái gì đó nó sai sai á. Cái gì đó nó sai sai trong công thức này. Cái này đào đâu ra? Thiệt luôn, đào đâu ra? À, tôi đào đâu ra món này đây? Thôi thôi, Essence cần gì? Thôi, Essence cũng cần phải bắt Thôi. Ôi vậy là sao? Ôi về luôn. Một dòng lập. Rồi một vòng lặp luôn, hay quá. Muốn có thơ thồ thì phải có cái gì, cái vẫy hả? Vẫy của nó trước, à, cái vẫy đào đâu ra? Vẫy này hên xui à. Turtle shell. Cái nón này nhiều khi cũng tìm được nè, nhưng mà không có tách ngược lại được. Vậy rồi sao ta phải làm sao bây giờ? Làm sao để có rùa? Đi mở thế giới này ra nữa sao? Không, tôi không muốn điều đó. Lắc lắm. Càng mở ra càng lắc thôi chứ không làm gì hết. Giờ có độ tăng tốc không còn quan trọng nữa. Giờ là làm sao có rùa thôi. Cái skill đó dân làng có bán không hả? Nhớ cái skill đó đâu bán đâu. Cái skill đó nhiều khi đi một vòng tìm được thôi chứ. Đâu có bán cái món đó. Nuôi rùa vậy, rùa ở đâu nuôi? Vấn đề là rùa ở đâu mà nuôi? Đi lại phun đất ra biển. Chắc không. Này là chém mòn mỏi luôn á. Nhìn thấy cái ma hô nó tăng lên đã ghê luôn. Mà bây giờ làm delay full dirt. AFK ở biển. Gà ơi, đẻ con ơi. Clip in back rồi. What? Khoan. Đấy, đây nè. Cái đất màu tím là Cursed Earth, nó đâu có liên quan gì đến cái chuyện con rùa đâu.
Bây giờ mình sẽ cần phải có vảy rùa để triệu hồi rùa, cho nên nó rất là kỳ lạ. Nên bây giờ chúng ta muốn đi kiếm rùa thì phải đi ra biển thôi. Khu này không phải biển, mình thấy bãi cát nhưng không phải biển. Để bay ra biển luôn. Đây nè, biển nè. Khu này là biển nè, ôi mưa nữa chứ. Coi nếu mà được có đảo luôn càng tốt. Có bãi cát nè. Thì bãi cát này không bấm được ha. Cái này là không bấm được. Khó chịu vậy. Coi ngủ được không? Hello. Cắt qua đầu bên kia đi. Đây là biome bãi biển. Bãi biển nha, kiểm tra chắc cú nha. Còn bước qua đây thì vẫn là bãi biển, không nó đổi rồi. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ cần phải đứng trong phần bãi biển 1, 2, 3, 4, 5. Ok luôn. Mà khoan đi. Để dưới cho đẹp. Để lên trên xấu quá. Để dưới luôn. Mình sẽ cần phải đào 1, 2, 3, 4, 5 ra. Và chúng ta còn bao lại nữa, đi kiếm bé rùa. Biển này không có rùa, kệ giờ làm bãi biển thôi. Cobblestone fan, không có cobblestone wall luôn ta. Thì life full đất làm sao có. Thì cứ thử. Bây giờ rùa spawn trên cát, còn đi life full đất là chịu hồi những con động vật giống như vậy. Thì có hay không thì cứ thử mới biết. Rồi, gì vậy? Đâu ra vậy? Bé Na đâu ra vậy? Bé Na đâu ra ghê quá, cắn lụm chân vậy. Ẩu quá đi. Rồi. Và đã có rùa, đây rùa, đây rùa đã xuất hiện. Thấy ghê chưa? Cái sâu vai ổ tôi đâu rồi? Chúng ta sẽ cần phải bắt em này ngay và luôn. Còn hai em kia thì tiễn lên đường bớt. Có rùa đó, sao không có? Con sên nè. Con này nó cắn nè. Cái mẫu làm gì, kiếm thêm con nó đi cho nhanh. Rồi. Chúng ta đã có được hai bé rùa. Rồi hai bé rùa rồi làm gì nữa? Rồi cần phải bao một cái khu khác dành riêng cho hai bé rùa đó nói chuyện với nhau. Khu cái bên luôn. Thả hai em vô nói chuyện. Rồi xuống dưới lấy rong biển luôn. Đây. Bé rùa ơi. Nè. Không bấm được. Không bấm được. Không. Không bấm được. Rồi sao đây? Không bấm được nha. Thêm bé nữa nè. Đó.
Đâu, cái này là làm theo giống như các bạn nói luôn đó. Lấy rong biển. Mẹ rong biển. Rồi bây giờ bấm bấm lại. Nãy có bạn nói rong biển thì lấy rong biển. Rồi giờ cắt cái này. Sea grass. Lấy cỏ biển mới đúng. Chiu chiu. Chiu, ăn đi con ơi. Rồi, bắt đầu đào lỗ, vui quá vui luôn. Mấy cái con Collis nó làm gì vậy? Collis brick. Rồi, bắt một trứng. Mấy trứng, mấy trứng. Ra ra ra. Một đống trứng luôn. Ui. Rồi một đống trứng luôn. Đây một trứng. Hai trứng, ba trứng. Yeah, có rồi đó. Phải vậy, đâu có cần phải khổ cực nhiều dữ vậy đâu ha. Chúng ta ơi, nó đang bới nữa kìa. Bé bên này vẫn còn bới, chứng tỏ là vẫn còn có khả năng tiếp tục. Ủa, bới vậy thôi hả? Xong rồi. Đâu, cái này là mình làm theo đúng như những lời các bạn nói mà. Rõ ràng luôn. Các bạn nói gì lấy cái đó đó. Rồi giờ chúng ta quay về. Có trứng rùa rồi là phải vô trọng. Bây giờ tắt mở chỗ này nữa. Làm cái transmitter luôn mới được. Thì chứ tắt mở mà hả, khó chịu lắm luôn á. À, để đi tắt tay cái đi. Đi vô trong đó. Còn không thì ta có đường bên dưới. Giờ mình sẽ bỏ cái trứng rùa vô trong. Useful rồi nè, ok. Youthful nghĩa là nó là sinh ra những con mà trẻ, nghĩa là baby villager á. Đó. Mở lên. Chạy. Ok luôn, rồi bay ra ngoài luôn. Và nhìn vô nha, 68.3. Xăm chỉnh. Tuyệt vời. Rồi có sweep in ad cho nên cũng đỡ lắm. Bay dữ quá mấy em ơi. Mấy em bay vừa vừa thôi. Để tôi lấy cái slab chặn lại. Một trăm. Lộn nữa. Đánh xa được nhưng mà vẫn phải chui vô thôi. Chui vô đứng đây. 124. Có sweep net rồi á. Cho nên nó hả chém rất là thoải mái. Và nó đã vượt cây sức mạnh tình bạn rồi đó. Sức mạnh tình bạn là chỉ có 88 thôi. Bây giờ nó đã lên 133. Và tối đa của nó là 5 triệu. 5 triệu ha. Chỉ số cũng nhẹ nhàng tình cảm ghê. Nó cũng đâu có chạy đâu đâu nữa đâu. Gì? 50.000 hả? Đầu tiên là 10.000 trước.
móc là 10.000 thôi để vô chém con Piglet one shot nó. Không có cần phải lo lắng nhiều. One shot Piglet. 10.000 thôi. 10.000 là chắc cũng không có con gì chịu nổi rồi. Nói chi tới 5 triệu. Chờ đông đông thì chúng ta hốt một lần. Bắt đầu hết ma hô rồi nha. Không đủ ma hô luôn á. Cái vấn đề bây giờ không phải là nó spawn chậm, mà cái vấn đề bây giờ là ma hô không kịp thôi. Các bạn spawn ra nhiều quá ma hô không kịp cũng vậy à. Này ma hô không kịp nè. Bây giờ phải qua bển tách spawner ra trước. Chia ra mấy khu giống vậy luôn. Đang sử dụng ma hô mình đang chữ ở đây. Hai trăm rưỡi rồi đó. Rồi, bây giờ cái này chắc tạm thời dừng lại đi. Bây giờ là vấn đề ma hô. Chúng ta sẽ phải tách ra cái khu đó. Ây, spawner làm tiếp chứ. Tội gì mà phải làm như vậy cho nó cực vậy. Giờ mình sẽ copy ha. Chuyển sang chế độ copy. Copy từ đây lên trên đây. Copy nguyên cái khu này luôn. Từ đây lên đó. Rồi bây giờ pay xuống. Kiếm chỗ pay xuống. Chân kế tiếp. Hai chân khác nhau. Chia ra. Vòng tròn thì bây giờ chia ra. Tại vì trong đó nó có spawner hai cái là 10-10-10. Thì có thể là nó sẽ ảnh hưởng đến nhau cho nên chia ra. Ta cần bao nhiêu cái đây cho tôi coi cái coi. Một cái advance 280 barrel 1. Barrel có thể chỉnh lại 700 cấp.
Bây giờ trước mắt là chúng ta sẽ tăng cái này lên trước đã, tăng số lượng vòng tròn lên ha, coi nó có cải thiện hơn được miếng nào không. Nếu nó không cải thiện thì mình sẽ làm thêm. Rồi bây giờ trong này chúng ta đập ra này, khỏi đập cũng được. Đây đi, đặt hết. Vengeance Spirit. Luôn á. Không đặt nữa chứ thiệt. Bây giờ là thêm một đống vòng tròn như vậy vô để kích hoạt cái retour, coi nó chạy kịp không nha. Cái vấn đề là nó phải chạy kịp cái đã, nó chạy không kịp nữa là chúng ta sẽ coi đến số lượng quái cần thiết. Ốt về luôn, coi giờ 10 cái nữa luôn á hả? Gắn vô hết rồi, bây giờ kích hoạt nè. Kích hoạt là phải cho nó chạy trước một mớ. Rồi mở spawner lên đỡ. Nếu nó chạy không kịp thì nó sẽ hút từ cái đồ của mình. Và tất cả các dòng đều chuyển động. Ôi, con này 80 giọt mà kéo kinh khủng luôn nha. Con này 80 giọt lận á, không ít đâu, khỏe lắm luôn á. Rồi và chúng ta quay ngược về để trải nghiệm coi bây giờ ma hầu có đủ hay không, đủ hay là không đây. Yêu tiếp tục ma hầu. Ma hô có lên 1 triệu không hả? Lên 1 triệu hay không thì mình không biết, tại vì mình cũng chưa đạt được chỉ số đó nữa. Chắc phải đi kiếm cái spawner 10-10-10 á. Thả ra lần 10 con luôn. Bơm cho nó đã. Bỏ con Pitlit nè. Pitlit nó lại xuất hiện rất là lâu. Đó, Baby nè. Trân trọng giới thiệu Baby Villager. Baby Villager nè, một ố nè. Đứng gần á, nhìn tưởng Villager bình thường. Baby Villager không á. Các bạn nhìn thấy Growing Time kìa. Có thời gian lớn lên á. Nó có thời gian lớn lên mà, không phải dân làng lớn đâu. 300 ơi. Con số 10.000 trong tầm tay. 300 ơi. Để làm gì? Em chỉ có một ước ao đơn giản thôi, là có thể one shot được con Pitlich 9.999 giọt.
Giấc mơ vô cùng nhỏ nhoi. One shot pillage. Mỗi một bé này là một đó. Quá dữ. Chơi ghê quá mà. Importer. Solve the Cosmo. Phần chơi này không có Avaricia. À, không phải Avaricia đâu nha. Cái này là cái khác. Nhưng nó còn giáp nữa hả? Ờ, còn giáp nữa vậy thì giáp nó là bao nhiêu? Để có thể one shot được Piglet. Nếu không one shot thì cũng two shot thì cũng không sao. Bắt buộc phải farm tài, nó không có cho chúng ta farm máy. Farm máy nó không ra. Bởi vậy thì với sức mạnh tuyệt đối thì tất cả những cường quá đều là vô nghĩa. Một cái kiếm mà 10.000 sát thương đi thì đâu có cần cường quá gì nữa đâu. Cần rất là nhiều luôn á. Anh trên làm gì? Vấn đề là anh trên làm cái gì nữa khi mà chỉ cần vô một chạm nhẹ thôi là xong hết, hầu hết gần như là 90%+ các thể loại quái rồi. Trừ phi có một con boss gì đó nó dữ dữ lắm á. Tích lít 9999 SP 35 armor. Vậy thì 35 armor của nó giảm được bao nhiêu sát thương? Một ngàn sát thương, 20.000 ma hô. Bây giờ đó là 400+ rồi, lên 15 rồi, thì có thể là nó sẽ khác nữa. 500 sát thương đủ hạ gục boss, nhưng mà không hạ gục được Pitlick. Ví dụ như 500 sát thương là phải chém một Pitlick 20 nhát, hơn luôn. Ví dụ như 1.000 sát thương đi là còn hả, chém Pitlick là cỡ 10+ nhát, cũng còn đỡ ha. Cái này vô one shot with the bot, one shot Ender Dragon chớ vui coi. Chúng ta sẽ ở đây trong vòng 10.000 năm nữa để lên 10.000 sát thương. Nhớ ép loot tinh thì phải kiếm loot tinh cấp độ cao. Phải kiếm loot tinh mà kiểu loot tinh của Apotheosis á. Chưa 500 mà, ôi mới nói.
Mới nói mới được 500 thôi. Phần chơi này thì còn con gì mạnh hơn Pitlick nữa. Thực ra Pitlick không mạnh nè. Nó chỉ dài thôi, nó chỉ lì đòn thôi chứ nó không mạnh. Trời lại. Trời lại vô chắc one shot hết luôn quá. Vô là bùm bùm luôn á. Hiện tại cây này đang là 563 sát thương nha. Chúng ta đi kiếm cái spawner xịn hơn chút. Xịn hơn chút phải đi qua bên kia rồi. Phần chơi này á, nó còn một cái spawner. Các bạn thấy 10-10-10 xịn đúng không? Chưa. Nó còn một cái xịn hơn nữa mà không biết có lấy được nữa không à. Để đi coi thử. Đó bí mật dữ lắm á. Đừng để tác giả biết. Biết ông nớp lại chết. Không được tận hưởng sức mạnh nữa. Chỉ có chúng ta biết thôi ha. Đừng cho người khác biết. Rồi, từ từ bình tĩnh. Gaia Guardian thì không, hình như là không đâu. Cái chỗ đó đâu rồi ta? Ê, Mimic. Flawless Holy Gem, 4% Holy Power. Hên vậy? Hên ghê luôn, không tìm nó cũng xuất hiện nó thấy không? Mimic. Cái đường vô hôm bữa đâu rồi ta? Mình nhớ chỗ này mà. À đây. Hình như bên này. Ủa giờ này còn xài sức mạnh tình bạn gì nữa? Giờ không tình bạn gì nữa đó. Morgan. Không nói nhiều. Tất cả đều là one shot. Ủa cái đường vô đâu rồi ta? Qua đây coi. À đây nè. Dấu răng của tôi đây nè. Không phải. Chỗ nào bắn xuống đâu rồi? Chỗ nào mà mình đào xuống á? À đây. Che lại. Mạnh tình bạn đã về giường. Bây giờ ở đây vẫn còn một cái spawner rất là khủng khiếp.
Để coi coi có không cái đã. Theo mình biết là có một cái rất là khủng khiếp ngoại trừ hai cái này. Hai cái này là 10, 10, 10 nha. Chúng ta đi coi những cái tầng khác. Lát nữa ta sẽ coi. Gì đây? Giỡn. Đập bỏ. Lấy broken spawner về. Mana boost lấy. Feather Fallen không cần. Có cái encryption nữa kìa. Pack of seed mở lên. Rồi đi kiếm cái chỗ đó nằm đâu. Trong cái tầng này. Này đi rồi. Đi rồi hết luôn. Bây giờ nắm đâu ta? Có một cái spawner xịn lắm. Đây là đâu? Severin Wandering Magician Drop. Nó làm được không? Nó làm được. Không có gì. Ủa có gì nữa nè. Rồi đi lên cái. Vậy cái chỗ nằm đâu ta? Không phải nằm bên đây. Giờ sẵn đang đây coi lại sao ngai vàng có gì đặc biệt hay không. Tập ra. Đập ra. Rồi phía sau ngay bàn không có gì hết. Và có một cái chest bên đó. Đi ra chỗ khác mấy đứa ơi. Gì đây, ẩn giấu dữ quá vậy. Wow, có đồ chơi kìa. Bang runestone. À, turtle shell. Vui. Diamond size không cần thiết. Có thấy có gì rồi đó. Cũng có gì và này nọ đó. Rồi bây giờ đi khám phá những cái phần còn lại. Không có gì lạ. Một cái nhà tù nữa. Yeah.
Không chắc mê cung luôn. Hello. Bao giờ hết? Phải tháo dỡ ra coi hết. Vậy là đường này không phải. Nếu mà đường này không phải nữa thì chỗ này chắc không có thôi. Đây nó cũng giống như ở dưới. À đây 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 đúng rồi, còn chỗ này nữa nè. Còn một chỗ như vậy nữa. Bây giờ còn một chỗ này có con nhện 10 10 10 lấy nè. Nhện độc 10 10 10. Rồi xong đi ra mấy đứa ơi. Hey spider 10 10 10 ngon lành. Nó đó, quan trọng là cái đó đó. Nhưng mà chưa phải cái mình đang tìm nha. Cái mình đang tìm là nó còn xịn hơn cái 10 10 10 đó nữa. Ơ, gì đây? Mana boost cấp độ 2. Này nhìn ra ngoài. Làm ghê. Không phải cái đang tìm. Chỗ thì cũng đúng đó, nhưng mà không phải cái đang tìm. Morgan mới có 500 sát thương thôi. Ồ, có được bông này nữa. Bông này trồng để tăng thêm. Vậy là mấy chỗ kia không để ý. Không khó. Device. Device thì lấy. Không sao hết. Ủa nó không có luôn ta. Lạ ha. Phát hiện được phòng của con boss, nhưng mà con boss yếu quá.
một hit à? Bởi vậy mới nói là boss yếu quá. Này có rất là nhiều thứ mà tạm thời thì chúng ta không có cần phải lấy về, bỏ lại hết. Mà muốn lên nhanh á thì đánh Baby Villager á. Mỗi một con là một điểm. Từ từ, đang đi kiếm cái đồ ở đây một cái. Ủa sao có cái nãy đây nữa? Cái dây chuyền đó nó không có chỉ chúng ta những cái chỗ quan trọng mà. Tin không chuẩn hả? Cái này là chỉ cho chúng ta thấy được entity thôi. Mà cái mình kiếm không phải entity. Nó là một cái khu vực luôn. Tận dụng cái này coi. Không ta. Thờ rất. Không có. Có cái gì cho chúng ta nhìn xuyên tường không ha? Giờ đào hết tất cả mọi thứ ra. Đào nát lẹ hơn, đâu để đào thử coi có thấy gì không.
đi ra nhiều chuyện. Ôi, nó bắn. Nó nằm ở đâu rồi, hết biết rồi. Cái túi này chắc phải dọn lại mới được, cái túi này tùm lum hết trơn. Cái gì bay xuyên tường nữa ha, bay xuyên tường chúng ta nhìn nó dễ hơn. Vậy như mình đi hết khu này luôn rồi mà không có thấy cái mà mình đang tìm. Không, này không phải nè. Còn đường này nữa. Flat furnace. Mạnh dữ vậy, gõ cái chết con nhện luôn, hiểu con nhện luôn. Chỗ này chưa vô rồi, nhưng mà chỗ này nó cũng giống nhau thôi, cũng không có gì lạ. Có gì ta? Kỳ kỳ nha. Còn đường này là chưa đi thôi. Đường này với cái đường ở đâu bên kia chưa đi. Phải mấy cái này khỏi coi cũng được. Cái này lấy được nè. Mấy cái blast furnace này đỡ mất công về nấu. Về chế tạo cũng phiền lắm. Bỏ đường cục luôn. What? Đường cục. Không là sao? Play rất to nọ. Vậy là sao? Cầm bẫy. Cái bẫy ngọt ngào cho bạn rơi xuống, đâm cho một cái. Thì là hết rồi sao? Này cũng giống như bên kia, hãy rớt xuống.
Rồi đường này đào nát hết rồi. Cái giá, cái giá. Không có đường lên. Bây giờ giác máy ra đó. Tao lơ nữa kìa. Bây giờ là phải dắt máy ra quét rồi, càng quét tất cả mọi thứ, thứ gì có thể thấy được là quét hết. Tại sao lại không có cái món đó? Hơi lạ. Lòi ra con zombie. Mai ca đấy chứ. Rồi, tại sao lại không thấy gì hết? Nghĩa là nó không có. Vậy là bên đây không có. Không phải, không phải. Cái đó mình có thấy ha. Mình có thấy một lần, nhưng mà có thể là do bên đây không có. Nhiều khi nó sẽ chia ra từng khu á mà. Khu này cũng chưa đi nè. Thôi để đi coi thử coi. Nhiều chuyện.
Bỏ mấy cái này vô, không có cần. Cho luôn bình thuốc. Lại hết đường luôn rồi. Có đường lên. Necromancer. Đây là bên khu khác rồi. Chỗ này cũng đào banh hết luôn rồi. Vậy là không có. Ok luôn. Nhiều khi cái chỗ mà mình thấy nó lại nằm ở vị trí khác, chứ không phải là cái loại này. Zombie gì này nọ quá chừng. Rồi chúng ta đào nát hết rồi. Rồi không có thì thôi, chắc là để đi coi lại chuyện đó một cái. Cái đó mình sẽ coi lại sau đi. Giờ để lên ngó đây thử một cái thôi. Không có gì thôi, chúng ta đi thôi. Đi coi rồi ha. Cứu luôn. Thì là được thêm hai cái spawner nữa thôi. Rồi và không có gì ở nơi này nữa hết. Thôi quay về đi. Đi bào quá chừng bào rồi. Có thêm được cái spawner xịn rồi đó. Rồi sau khi bào quá bào luôn thì chúng ta đã có được một cái spawner xịn 10-10-10. Sau rồi lấy cái spawner 10-10-10 ra. Băng vô trong đây. Đây 10-10-10 nè. 10-10-10 nè. Đó phải như vậy chứ. 10-10-10 là phải gắn thêm gas tier vô nữa đó. Để còn tăng nó lên nữa. Giờ mình chuẩn bị đồ nâng cấp. Gì nữa ta? Con đuôi mấy cái đồ nâng cấp này hả? Làm tới làm đuôi mà vẫn phải nhớ. Soul Lantern. Cái gì nữa? Ừ, Mahu lên 20.000 rồi. Bình thường. Bình thường thôi, có gì lạ đâu. Bây giờ nâng cấp cái villager spawner lên. Để cho nó xịn thiệt xịn luôn và gắn vô. Rồi còn cái trứng nữa, đúng rồi. Turtle egg. Nhớ nãy giờ thiếu cái gì đó là cái trứng nha. Sau đó chúng ta sẽ cho những thứ này vô. Và gắn cái này vô nữa. Và giảm cái tầm spawn xuống. Spawn range tới 8 lần nhiều quá. Giảm xuống. 4 thôi. Rồi nhìn vô đầy đủ.
ra vô trọng. Tôi sẽ cần phải tắt tất cả những thứ này đi và đổi spawner. Oh yeah luôn. Để lâu quá mấy em này lớn luôn nè. Rồi, đặt xuống. Hàng xịn 10-10-10 đã vào vị trí. Bây giờ sẽ cần phải mở tất cả mọi thứ lên. Trải nghiệm 10-10-10 nó xuất hiện với tốc độ như thế nào nha. Mình sẽ lấy gắt thia bỏ vô sau. Rồi, qua bển, qua bển. Bật spawner lên. Du. Một phát. Tiếp tục. Du. Nó 10-10-10 rồi, thêm spawn count gì nữa. Nó chỉ cần thêm maximum entity thôi. Nó là cái spawner dữ lắm. Không cần nha. Nè, spawner này nè. Spawn count là 10. Nhưng mà max entity chỉ có 6 thôi. Nghĩa là phải gắn thêm gas tier vô chổng nữa. Thì nó mới gọi là xịn. Tháng 11 tháng 17 tháng 23 một nhóm xuất hiện và một nhóm xuất hiện. Tháng 35 đó, vậy mới tốc độ được, có thể thêm một tầng nữa, nhưng mà có thể là Maho sẽ chịu không nổi, lúc đó Maho lại phải nâng cấp. Ghê không? Mà hồ của mình bị kéo xuống rồi đó. Cho lên 1000 cái đi. 1000 đi rồi vô chơi Picklitch. Một ngàn cũng nhanh lắm. Mười chín là sáu. 25. 25 cũng là 6 con á. Là nó maximum nó spawn được lần 6 con. Nếu mà maximum spawn lần được 10 con nữa thì tốt. Nhiều khi không kịp luôn á. Chạy vậy là nhiều khi không kịp. Con số đang chạy theo hàng trăm. Nhưng mà con số chắc phải chạy theo hàng ngàn nó mới kịp. Eidolon có, nhưng mà nó có thể xài chung được với Apotheosis không, hay là nó chỉ dừng lại ở một mức độ nào đó thôi. Tám trăm mấy rồi đó. Quá khủng khiếp. Anh giờ mấy rồi?
Ừ, cái sức mạnh tình bạn là sẽ đem ra để lên ha. Trưng bày 900. 1.000 đi rồi chơi Picklist. Xong rồi tách cái cường hóa ở bên cây sức mạnh tình bạn ra. Đang có loot tinh file nè. Ahu á, bây giờ phải tăng theo hàng ngàn á mới chịu nổi. Thì có thể phải tách cái Enderman Spawner ở bển ra để cho nó chạy riêng thì nó mới chịu nổi. Nhưng mà với trường hợp là chúng ta cần phải tăng cái kiếm này lên nữa, nếu chúng ta không có tăng cái kiếm này lên nữa đó, thì ma hô như vậy là nó quá dư rồi. Sức mạnh của cây Morgan đã đạt 1.000 sát thương. Gậy chưa, 1.010.7. Và ta hãy triệu hồi Picklich. Mà trước khi triệu hồi Picklich thì nhớ tách sức mạnh tình bạn ra một cái. Tắt cái này đi. Lấy cuốn sách. Sức mạnh tình bạn đang có loot tinh. Cho nên mình tách ra đỡ. Ăn vô. Đưa đây, sức mạnh tình bạn là sẽ đưa đi nghỉ dưỡng, không xài nữa. Loot tin file, ok luôn. Pitlet đâu? Đây là Pitlet, ghê chưa? Pitlet, Pitlet này đang chém nè. Rồi mình sẽ thả Pitlet vô đây, à nó đứng bên kia rồi, để qua bển chém cho nó đẹp. Chém Picklist 8.888 giọt và phát đầu tiên 7.936. Rồi trừ đi 888, 4 số 8 trừ 936. Chúng ta sẽ ra được con số sát thương vào thời điểm này. 7936 là 952 sát thương, bởi vì Picklist đang có thêm giáp. Hiểu luôn ha. Mà nói chung là chém Picklist là cỡ 10 nhát á. Và ta được 4 tim. Ô, gì đứa kia? Wow! On the podium chess play luôn. Ồ, Picklist chơi sang quá ta. Cho luôn cái on the podium chess play. À, vậy là nó bận on the podium rồi, nó mới rớt cái này. Hay thiệt, hay luôn. Không cần lấy model luôn, giờ farm kiểu này luôn mà model gì nữa. Nếu mà chúng ta đã farm được thì đâu cần model đâu. Thực tế cái này á, có cần trong công thức gì không? Cần trong công thức này thôi, công thức này cần gì nữa không? ATM Star hả? Không có. Nó có làm ATM Star không? Nó không có làm ATM Star thì đâu cần. Picklist, Picklist Heart. À, nó cần làm cái này. Cái này cũng đâu có cần Picklist đâu. À, Picklist Heart Block. Có. Có thì tới đó rồi cần. Cũng không sao. Quá dữ, quá dữ. Mình đang dự định là cái kiếm nó lên maximum nó mới lên mythical. Maximum không phải 5 triệu đâu, maximum 10 10 ngàn thôi. 5 triệu chịu sao nói. 10 ngàn, 10 ngàn, không phải 5 triệu nha. Rút Pinata Refort luôn hả? Bây giờ mà refort là phải đi kiếm Mystical nữa. Mythical Essence. Godfort Essence chứ. Để về refort.
Reforge thì tất nhiên là đồ xịn nhất thôi. Đứng chém cái này bị ghiền á. Bị ghiền tăng chỉ số. Nhưng mà hết mao rồi. Chém mới có chút xíu là hết mao rồi. Tăng thêm được 200 sát thương nữa. Là 1200. Cũng nhẹ nhàng kinh cảm quá chừng luôn. Yay. Nói tóm lại, trong ngày hôm nay thì chúng ta đã từ Caliburn chuyển lên thành Morgan và có innate cap là 5 triệu, nhưng mà mình mới đạt được có 1200 thôi, thì mục tiêu vẫn là có thể one shot được Piglet trước. Còn bây giờ mình sẽ kết thúc chương trình ngay tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip khác. Bye bye.